Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay các bạn thấy được là Bitcoin đã tăng trưởng rất là nhanh Cho nên chúng ta sẽ lại nói tới Bitcoin trong cái video này Và thứ nhì chúng ta sẽ nói tới đó chính là cái tình hình của bầu cử Và thứ ba chúng ta sẽ nói tới tình hình của Ethereum Tại vì có một cái thông tin rất là quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn Đó chính là thông tin liên quan tới Ethereum 2.0 thì trước hết chúng ta hãy nói về Bitcoin đi thì các bạn thấy được là Bitcoin đã có một cái sự đột phá và giá cả ngày hôm nay các bạn thấy được là đã qua 15.000 đô và cái mức cao nhất cách đây 3 tiếng đồng hồ các bạn thấy được là Bitcoin đã muốn thử cái mức là gần như là 16.000 đô 15.981 khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ đến giờ ở trên sàn Coinbase 3 tiếng hồ qua thì đã trả trên một phần các bạn thấy được là bây giờ lúc làm video là 15.450 thì cái sự tăng trưởng mạnh như vậy thì có thể là khiến cho nhiều bạn cảm thấy rất là muốn FOMO trong thị trường Tại vì cảm thấy là sợ là Bitcoin có sự tăng trưởng nhanh lên tới 20.000 đô mà chúng ta trở tay không kịp Thậm chí bản thân thuần các bạn cũng đã biết là chúng ta đã có thời gian rất là dài Trong thời gian gần như là 2 năm để mà tích lũy thêm Bitcoin dưới cái mức là dưới 10.000 đô Nhưng mà ngay cả thuần cũng cảm thấy là hình như là lên quá nhanh chúng ta không tích lũy đủ Nhưng mà thật ra các bạn cần phải cẩn thận Tại vì các bạn thấy được là Bitcoin lên nhanh như vậy Thì đương nhiên sẽ có một cái đợt điều chỉnh Cho nên các bạn cần phải cẩn thận à, Trước khi mà FOMO vào trong thị trường Tôi sẽ nói thêm về cái vấn đề của Bitcoin một lát nữa Nhưng mà trước hết chúng ta nhìn vào cái giá hiện bây giờ Cái giá hiện bây giờ là 15.476-15.500 đô Thì lần cuối cùng chúng ta thấy cái giá này là khi nào Thực ra lần cuối cùng chúng ta thấy cái giá này Đó chính là năm 2018 Đầu năm 2018 Chúng ta hãy nhìn vào cái biểu đồ nấn ngày đi thì để thuận trả trở về cái thời gian là đầu năm 2018 Để các bạn có thể thấy được là cái lần cuối cùng Chúng ta nhìn thấy cái giá 15.464 đô này là khi nào Đã rất là lâu rồi các bạn như mà nào mà đã theo dõi channel thuận capital từ bấy lâu nay Thì các bạn hãy bấm nút like để lại comment Để thuận biết là các bạn đã theo chương trình thuận capital này đã từ rất là lâu Chúng ta trả trở về của năm 2000 2018 thì các bạn thấy được là lần cuối cùng mà giá Bitcoin có mức này các bạn sẽ thấy là cái ngày đó chính là cái ngày chúng ta zoom ra một chút để các bạn thấy rõ hơn thì cái ngày cuối cùng chúng ta thấy Bitcoin có mức này đó chính là cái ngày là 8 tây tháng 1 năm 2018. Tôi nghĩ là chúng ta sau cái ngày này thì Bitcoin đã không trở về cái mức này nữa mà đi xuống thẳng tới cái mức là 3.000 đô. Các bạn cũng đã biết là cái mùa đông crypto đã kéo dài trong thời gian qua và chúng ta chỉ mới vừa thấy mùa xuân, mới vừa thấy cái mùa tăng trưởng bắt đầu từ cuối năm ngoái đầu năm nay mà thôi. Thì các bạn thấy là cái ngày mà Bitcoin đã được cái mức này của năm 2000 2018 đó chính là cái ngày 8 tây tháng 1 thì lúc đó channel này đã nói về vấn đề gì thì thường đã kiếm có một cái video ngày 8 tây thì thường không có làm video nhưng mà các bạn thấy được là ngày 9 tây thường có làm một cái video đó chính là cái video liên quan tới là tin đồn là có thông tin là Trung Quốc chấm đạo Bitcoin Ethereum tăng vọt thì thời điểm thực tế nó cũng như là ngày hôm nay các bạn thấy được là Bitcoin tăng thì Ethereum có cái sự tăng trưởng thôi sẽ à, nói thêm một đát nữa chúng ta cũng nói về cái sự ra đời của Telegram ICO và cuối cùng người có thấy được là cái ICO của Telegram cũng đã bị dẹp à, bởi chính phủ của Hoa Kỳ, bởi SEC. Telegram ICO này đã không còn nữa. Thì chúng ta trở về cái tình hình hiện bây giờ thì các bạn thấy được là cái lần đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy Bitcoin mức này là khi nào? Đó chính là ngày 7 tây tháng 12 năm 2017 cái lúc mà Bitcoin tăng trưởng mạnh trong vòng chỉ có 18 ngày thôi để đi từ cái mức là 10.000 đô lên tới 20.000 đô. Thì chúng ta nhìn vào cái thời điểm là ngày 7 tháng 12 thì lúc đó channel này đã nói tới video nào thì các bạn đã thấy thường đã kiếm được cái video ngày 6 tây tháng 12 ngày 7 tây không có video nhưng mà ngày 6 tây thường có một cái video và lúc này chúng ta đang nói tới cái sự tăng trưởng của Bitcoin chúng ta đang nói tới Ethereum và Litecoin và các bạn thấy được là đây là cái mùa đang nóng của cái game mèo điện tử mà đã làm cho mạng lưới Ethereum tắt nhãn của năm 2017 đó chính là Crypto Kitty thì các bạn thấy được là đây là cái thông tin à, mà thường cảm thấy là rất là thú vị và cảm thấy được là chúng ta đã đi có khoảng thời gian rất là dài và thuận trước hết muốn cảm ơn những bạn nào mà đã theo dõi channel thuận Capital từ từ bấy lâu nay tại vì các bạn mới chính là cái động lực làm cho thuận tiếp tục channel này các bạn thấy được là giá của crypto đã đi vào một mùa đông rất là dài và nếu như mà thuận nói với các bạn là thuận chưa hề nghĩ đến là sẽ ngưng làm video thường chỉ gạt các bạn mà thôi tại vì tuy nhiên đã có nhưng mà khi mà thuận nghĩ tới là cái sự tăng trưởng kế tiếp của Bitcoin sẽ như thế nào Và thường thấy được các bạn ủng hộ rất là nhiều cho nên vẫn tiếp tục làm video mãi cho đến ngày hôm nay Các bạn thấy được là một khoảng đường đi không có dễ Chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên lúc đó Bitcoin chỉ có 3.000 đô Chúng ta từ đó đi thẳng lên tới cái mức là các bạn thấy là 20.000 đô và từ đó trả cho về 3.000 đô Bây giờ chúng ta lại nhóm trở về cái mức là 15.457 là một khoảng đi rất là dài và các bạn thấy được là tình hình chúng ta phải nhìn vào tình hình của thị trường tài chính nói chung thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào thị trường tài chính thì như thế nào các bạn thấy được là bây giờ thì pre market nghĩa là hợp đồng tương lai của thị trường tài chính là đang có cái sự đi xuống các bạn thấy được là Dow future, S&P future và Nasdaq future là một cái màu đỏ sau khi mà đỏ có sự tăng trong vòng nhiều ngày qua các bạn nhìn vào cái tình hình thì bây giờ các bạn sẽ thấy được là chỉ số của chứng khoán Hoa Kỳ đã tăng liên tục trong vòng nhiều ngày qua thì đương nhiên bây giờ điều chỉnh là một phần cũng là một cái điều mà rất là bình thường thì Bitcoin cũng vậy thôi các bạn thấy được rồi Bitcoin tăng mạnh như vậy thì điều chỉnh lại cũng là bình thường cho nên khi mà thấy được Bitcoin điều chỉnh lại đi trở xuống 15.000, 14.000 thì cũng không có gì gọi là quá bất ngờ trong tình hình này thực ra nói thời điểm bây giờ chỉ cần là trên 13.000 đô thôi là thuận cũng đã thấy vui rồi chứ đừng có nói tới các bạn thấy bây giờ chúng ta đã, đã ở cái mức là 15.458 thì có một số bạn hỏi thuận về cái tình hình của bầu cử của Hoa Kỳ thuận có một cái thông tin nhắn thuận muốn đem đến cho các bạn nhưng mà trước khi mà chúng ta nói tới thông tin đó thì tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì trở lại các bạn thấy được là tình hình bầu cử bây giờ thì chúng ta nhìn vào trang web Fox News thì cái chỉ số của những cái phiếu đại cử tri cũng giống như là hồi sáng này cũng giống như là ngày hôm qua, các bạn thấy được là chỉ số là 264 phiếu đại cử tri cho Joe Biden và 214 cho tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên chúng ta nói tới là cái tình hình mà các bạn thấy được chia sẻ với Fox News. Tuy nhiên có nhiều bạn nói là bây giờ có một số nơi đang được tranh chấp và có một số nơi phải uh, kiểm phiếu lại hay là sẽ xảy ra những cái sự kiện tụng Chúng ta có nói tới những thông tin này, thôi như chia sẻ với các bạn cái tình hình hiện bây giờ ở trên Fox News thì không có khác gì hồi sáng này. Thì bây giờ một trong những tiểu bang mà ai cũng đang quan tâm đến đó chính là tiểu bang Nevada. Tiểu bang này là có 6 phiếu đại cử tri. Các bạn thấy được là không tính những cái chuyện kiện tụng hay là đếm phiếu lại nhưng mà nếu như mà 6 phiếu đại cử tri này rơi vào cho Biden thì sẽ đủ 270 phiếu cho nên mọi người đều quan tâm đến tiểu bang Nevada này và các bạn thấy được là thông tin mới nhất tôi nhận được chúng ta đã chờ từ tối ngày hôm qua thì tiểu bang Nevada nói là 9 giờ sáng có thể là có thông báo nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa thấy kết quả và cách đây 7 tiếng đồng hồ thì trên Twitter chính thức của tiểu bang Nevada thì các bạn thấy được là Nevada nói là còn 190.000 phiếu chưa có đếm xong và 90% của số phiếu này là nằm ở Clark County đây là một cái thông tin rất là quan trọng chúng tôi nhìn vào một lát nữa như một tiếng trước đây thì Nevada nói là nếu ai muốn xem thông tin mới nhất thì hãy vào trang bố chính thức của Nevada để mà xem thì các bạn thấy được là Clark County còn 90% có số phiếu là của con số 190.000 phiếu này chưa được đếm thì Clark County chiếm 90% và các bạn thấy được là Clark County là một cái uh, county, một cái quận mà có rất là đông dân ở Nevada Là cái quận mà các bạn thấy là có thành phố Las Vegas Cho nên đây là một cái quận mà rất là quan trọng và bây giờ các bạn thấy được cái quận này là quận mà đang ủng hộ Joe Biden Ở thời điểm bây giờ con số thì đang sắp xỉ với nhau, các bạn thấy được là tính theo phần trăm thì hiện bây giờ là 49,43% là nghiêng về cho Biden và tổng thống Donald Trump thì có 48,5% con số sắp xỉ với nhau. Cho nên số phiếu còn lại 190.000 phiếu rất là quan trọng đối với cả hai ứng cử viên này các bạn thấy được là bây giờ thì nghiêng một ít về Joe Biden ở thời điểm hiện bây giờ và các bạn thấy là chúng ta nhìn vào cái con số hiện bây giờ là còn 190.000 phiếu mà các bạn thấy được cái sự khác biệt giữa Joe Biden là 604.000 phiếu so với lại tổng thống Donald Trump là 592.000 phiếu khác biệt nhau các bạn thấy được là chỉ có chỉ gần 12 000 phiếu mà thôi mà bây giờ còn tới 190 000 phiếu chưa được đếm cho nên chúng ta phải coi coi là cái thông tin mà chúng ta nhận được ngày mai xin thế nào hy vọng là chúng ta có thông tin sớm đến từ Nevada đây là cái thông tin mới nhất mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến tiểu bang Nevada một trong những tiểu bang khác nữa mà nhiều quan tâm đến đó chính là cái tiểu bang Pennsylvania hai người cũng đang sắp xỉ với nhau dựa theo thông tin ở trên Fox News thì tiểu bang Pennsylvania bây giờ thì vẫn đang nghiêng về tổng thống Donald Trump là 49,6% so với Joe Biden là chiếm 49,2% và đây là hai tiểu bang rất là quan trọng mà mọi người đang lưu ý đến thường sẽ tiếp tục cập nhật thêm những thông tin mới nhất với các bạn Và bây giờ thì chúng ta hãy chuyển qua và nói tới Ethereum 2.0 Đây là một cái thông tin rất là lớn nhưng mà chỉ đáng tiếc là cái thông tin này được chia sẻ ở một cái thời điểm mà nhiều người chỉ quan tâm đến đó chính là tình hình của bầu cử Cho nên cái thông tin này là hầu như là bị đưa ra bên rìa, hầu như là không có nhiều người quan tâm đến Và trong khi các bạn thấy được là Bitcoin có sự tăng trưởng mạnh cho nên nhiều người hôm nay cũng lại chỉ quan tâm đến Bitcoin, cho nên thông tin Ethereum 2.0 này không có nhiều người nói tới. Nhưng mà đây là một thông tin rất là quan trọng. Tại vì sao? Các bạn thấy được là Ethereum 2.0 đã đưa ra một cái gọi là deposit contract, có nghĩa là một cái địa chỉ ví hợp đồng để mà kích hoạt Ethereum 2.0. Đây là một cái bước tiến tới rất là quan trọng để mà bắt đầu di chuyển mạng lưới của Ethereum từ proof of work, nghĩa là mạng lưới đào, qua mạng lưới proof of stake, nghĩa là mạng lưới cổ phần thì các bạn thấy được là một trong những điều mà Ethereum hay không muốn làm đó chính là di chuyển Ethereum là không còn đào nữa mà sẽ chuyển qua cái mạng lưới staking tương tự như là cái mạng lưới của Cardano vậy và sẽ có những cái phần thưởng như người nào mà tham gia vào staking có nghĩa là các bạn gửi Ethereum vào để nhận cái phần lời và cái phần mà các bạn gửi vào dùng để mà xử lý các giao dịch ở trên mạng lưới thì các bạn thấy được là cái địa chỉ ví này đặt cái địa chỉ ví mà những người nào mà muốn thì có thể gửi item hiện bây giờ vào trong địa chỉ ví này. Sau đó thì cái số lượng item tương tự sẽ xuất hiện trên mạng lưới item 2.0. Cũng như các bạn đã đổi item 1.0 qua 2.0 nhưng mà làm điều này thì có một số nguy hiểm mà thùng muốn chia sẻ với các bạn. Thì trước hết các bạn thấy được là muốn kích hoạt Ethereum 2.0 thì cái số lượng Ethereum cần phải có để mà kích hoạt đó chính là 524.288 Ethereum trên mạng lưới để kích hoạt Ethereum 2.0 cái phiên bản gọi là Beacon Chain và cần phải có 16.384 validator suy nghĩa là những người mà xử lý giao dịch trên mạng lưới để mà tham gia để có thể là kích hoạt Ethereum 2.0 sau đó thì các bạn thấy được là cái lock đầu tiên hay gọi là Genesis sẽ bắt đầu có trên mạng lưới 2.0 và nếu như các bạn sau này mà muốn tham gia vào staking Ethereum thì cái số lượng Ethereum các bạn cần phải có là 32 đồng Ethereum để có thể uh, stake có được lợi nhuận trên mạng lưới Ethereum 2.0 Thì một chứng điều mà các bạn cần phải hiểu ở đây đó chính là khi mà Ethereum 2.0 được kích hoạt cái phiên bản đầu tiên là Beacon Chain Thì hai cái mạng lưới Ethereum 2.0 và mạng lưới Ethereum hiện bây giờ là chạy song song với nhau thì khi nào hai mạng lưới mới trở thành một? Đó chính là sau này khi chúng ta nói tới cái giai đoạn 2 của ETM 2.0 thì lúc đó từ từ các bạn thấy được là hai mạng lưới trở thành một nhưng mà trong thời điểm này hai mạng lưới vẫn chạy song song với nhau. Thì như bạn có thể nói là bây giờ có Ethereum thì gửi vào để mà nhận phần thưởng staking. Nhưng mà các bạn cần phải hiểu là phần thưởng staking bây giờ có thể là các phần trăm mới đầu thấy là rất là thu hút các bạn thấy được là 8 đến 15% mỗi một năm. Nhưng mà cái phần trăm này không phải là mãi mãi các bạn thấy được là cái phần trăm này chỉ là chuẩn đoán mà thôi để cho thu hút những người mà gửi tiền vào để mà họ có thể tham gia kích hoạt mạng lưới ITM 2.0 Sau này khi mạng lưới đã kích hoạt rồi Thì cái phần trăm các bạn nhận phần thưởng sẽ từ từ giảm xuống Cho đến một cái mức phần trăm lạm phát mà được định sẵn với mạng lưới Mà có thể là quản lý mạng lưới lâu dài Và không dẫn đến lạm phát quá cao nhưng mà những bạn nào mà tham gia gửi đồng item 1.0 của mình, item hiện bây giờ vào trong mạng lưới Beacon Chain để mà nhận phần thưởng staking thì phần thưởng staking các bạn sẽ có nhưng mà một cái rủi ro là các bạn không có rút ra được. Có nghĩa là item sau khi mà gửi vào 2.0 thì sẽ không làm gì được hết các bạn không rút ra được cho đến khi nào mà tất cả item chuyển hết qua 2.0, có nghĩa là cái giai đoạn 2 của Ethereum đây là một cái điều rất là quan trọng cho nên có rất nhiều rủi ro nếu như các bạn muốn tham gia vào sớm thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái lộ trình của Ethereum thì các bạn thấy là Ethereum đã bắt đầu từ năm 2015 với giai đoạn đầu tiên gọi là Frontier. Kế đó các bạn thấy được là cái giai đoạn gọi là Homestead là cái giai đoạn năm 2016 mà nhiều bạn tham gia năm 2017 là bắt đầu. Từ giai đoạn Homestead này thì Năm 2016, hồi tháng 7 là có một sự kiện xảy ra Đó chính là cái vụ hack của cái ứng dụng DAO Trên mạng lưới của Ethereum hồi tháng 7 năm 2016 Và việc này đã dẫn đến là Ethereum đã bị chia đôi ra Cùng là bị chia đôi Một bên là Ethereum Classic Một bên là Ethereum Bên Ethereum mà chúng ta biết là đồng ETH Bây giờ đó, đồng Ethereum mà chúng ta biết đồng đứng thứ nhì đó Chính là cái fork từ cái sự kiện DAO này Một bên thì nghĩ là khi mà bị hack thì cái số tiền bị mất trên mạng lưới là phải chấp nhận cho nên không có thay đổi cái mã nguồn dẫn đến là cái chuỗi đó bị tách ra và gọi là Ethereum Classic và cái chuỗi Ethereum bây giờ là cái chuỗi được tách ra và hoàn tiền lại cho mọi người đây là một cái tin tức rất là lớn của năm 2016 và sau đó các bạn thấy được là có một số những cái cập nhật của Ethereum như là Tangerine Whistle hay là Spurious Dragon nhưng mà cập nhật lớn đó chính là tới từ năm 2017 là các bạn thấy được là chúng ta bước vào cái giai đoạn gọi là Metropolis giai đoạn này kéo dài từ năm 2018 đầu năm cho đến à, tháng 6 của năm 2020 này các bạn thấy được là có những cái cập nhật lớn trong cái giai đoạn metropolis này có hai cái half lớn mà nhiều bạn biết đó chính là Byzantium cho tới Constantinople, sau đó những cập nhật nhỏ hơn như là Istanbul với lại Myclaser. Đây là hai cái cập nhật mà đầu năm 2020 cuối năm 2019 mà bị trì hoãn liên tục chúng ta đã nói tới rất nhiều trên channel này và sau đó cái dòng cuối cùng gọi là Serenity mà nhiều bạn biết tới bây giờ gọi là Ethereum 2.0 nhưng mà trước đây khi mà chúng ta tham gia vào năm 2016 năm 2017 thì không có cái gì gọi là Ethereum 2.0 hết trước đây chúng ta chỉ gọi là Serenity mà thôi nhưng mà bây giờ gọi là Ethereum 2.0 nhưng mà đây là cái giai đoạn thứ tư của Ethereum và cái giai đoạn Serenity này hay là Ethereum 2.0 thì chia ra làm nhiều cái giai đoạn nhỏ hơn bắt đầu từ giai đoạn 0, giai đoạn 1 và giai đoạn 2 chúng ta thấy được là họ vẫn để là Serenity nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ để là ở giai đoạn 0, 1 và 2 thì giai đoạn không là cái giai đoạn mà chúng ta thấy sắp sự kích hoạt là cái giai đoạn đầu tiên của Ethereum gọi là Beacon Chain là chỉ bắt đầu kích hoạt mà thôi đây là cái giai đoạn đầu tiên cái phiên bản đầu tiên sau đó chúng ta bước vào cái giai đoạn thứ nhất đó chính là giai đoạn Sharding thì đây là cái giai đoạn mà bắt đầu là có những cái sự tiến bộ về à, mạng lưới của Ethereum có thể là nhanh hơn bằng cách là áp dụng một cái giao thức gọi là Sharding thì Sharding nói cách đơn giản đó chính là chia dữ liệu ra thành nhiều phần nhỏ và xử lý song song với nhau cho nên sẽ tăng tốc độ trên mạng lưới đó là điều mà nhiều người mà đang mong muốn Và trước đây thì họ nói là giai đoạn 0, 1 và 2 Nhưng mà bây giờ lại có một giai đoạn gọi là 1.5 Thì giai đoạn 1.5 là giai đoạn phụ thuộc Và giai đoạn 1 vẫn tiếp tục phát triển cái công nghệ sharding Làm cho mạng lưới Ethereum từ từ nhanh hơn Nhưng mà cái giai đoạn 2 Đó chính là cái giai đoạn mà sẽ thực sự thành công Ethereum 2.0 Và lúc đó thì những cái Ethereum hiện bây giờ trên mạng lưới Sẽ đổi qua hết trên mạng lưới mới Và mạng lưới cũ sẽ bị quỷ bỏ thì nếu như các bạn có đồng Ethereum trong ví thì bạn không cần phải lo, tại vì các bạn có đồng Ethereum trong ví thì khi mà đổi hết qua Ethereum 2.0 thì các bạn cũng sẽ có cái ví đó và có đồng của mình trên mạng lưới Ethereum 2.0 cho nên các bạn sẽ không có mất đồng nhưng mà những bạn nào mà muốn tham gia vào sớm hơn thì các bạn phải chịu cái nguy hiểm đó chính là các bạn gửi đồng của các bạn qua mạng lưới Ethereum 2.0 khi mà kích hoạt cái beacon chain này các bạn sẽ không lấy ra được cũng không bán được chỉ chờ đến khi nào mà Ethereum thành công 2.0 giai đoạn 2 có nghĩa là các bạn phải chờ cũng khá lâu các bạn thấy được là Ethereum là một cái dự án mà bị trì hoãn rất là nhiều cho nên các bạn thấy được là chúng ta chờ đợi ETM 2.0 hồi xưa gọi là Serenity Chúng ta đã chờ đợi rất là lâu Chúng ta có thể chờ đợi từ cuối năm 2017 Chờ từ tới bây giờ mới có Có nghĩa là đã bị trì khoảng 3 năm Cho nên bây giờ chứng đoán là Ethereum 2.0 sẽ bắt đầu có thể hoạt động được Và sử dụng được một cách gọi là an toàn và nhanh chóng Là bây giờ chứng đoán năm 2021 Nhưng mà các bạn có thể thấy được là nếu như mà có vấn đề gì Thì hoàn toàn có thể là bị kéo dài ra tới năm 2022 Năm 2023 và trong thời gian đó tiền các bạn để trong item 2.0 sẽ không rút ra được, cho nên các bạn cần phải cẩn thận về vấn đề này. Thường không khuyến khích những bạn nào mà muốn tham gia bằng cách đó. Đây là một điều mà các bạn phải hiểu các bạn đang làm gì và rất là nguy hiểm. Và đây là những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với bạn trong cái video ngày hôm nay. Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia một sàn duyệt dịch nào các bạn bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuần capital như là tham gia vào những cái sàn giao dịch các bạn có thể là điền đơn được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí hay là tham gia vào một số sàn giao dịch các bạn có thể được giảm phí giao dịch như là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi và đương nhiên các bạn có thể tìm hiểu những thông tin chi tiết hơn ở phía dưới video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn